chúng ta đều được giảng rằng không có gì là bất biến, thường hằng. Vậy Phật giáo giải thích như thế nào về việc một người sinh ra và lớn lên với một tính cách, tính khí đặc trưng nào đó, và trên tinh thần chúng sanh như người mất trí, họ có thể đã mang tính cách tính khí đó trong rất nhiều kiếp, ví như Đề Bà Đạt Đa thuở Đức Phật còn là Bồ Tát, ông ấy đã hung hăng hiểm ác, cho đến thời điểm Đức Phật thành đạo, ông ấy vẫn còn hung hăng hiểm ác, dù ông ấy có chứng thiền. Xin thưa là ai nói với quý vị là cái vụ mà cái sở thích đó, là nó không thay đổi. Xin nói cái căn tánh nó khác nha, còn cái khuynh hướng tâm lý và cái sở thích đó, cái đó nó dễ thay đổi hơn. Ví dụ như bây giờ chúng ta rất là ghét ăn phân, đúng không? Cái chuyện mà kêu chúng ta ăn phân là cái chuyện gì đó nó rất là kỳ cục, không bao giờ có ai nghĩ là tôi sẽ thích cái món đó trơn. Nhưng nếu như chúng ta sanh làm cái con dồi ấy, tự nhiên chúng ta thấy cái phân nó hấp dẫn. Do đâu vậy? Do cái nghiệp nó sai sử, nghiệp nó tác động khiến cho có những cái chúng ta lẽ ra không thích mà chúng ta lại thích. Hay như là trường hợp Ngài Ananda có kiếp là Ngài phạm giới tà dâm, cho nên là Ngài sanh làm người nữ. Thì trong kiếp Ngài làm người nữ thì Ngài vẫn thương người đàn ông và Ngài vẫn lấy chồng rồi vẫn sanh con bình thường. Rồi nói đâu xa, ngay cả trong thời Đức Phật thì cũng có một cái người đàn ông ấy, nhìn Ngài Mahakacchayana thấy Ngài đẹp quá, cho nên là có lời bất kính. Khi đó là biến thành giới tính nữ, mà khi biến thành giới tính nữ thì tự nhiên là có cái khuynh hướng của người nữ và bỏ nàng, lúc bây giờ thành nàng rồi, bỏ đi xứ khác và lấy chồng sinh con. Mà lúc là đàn ông nghe là cũng lấy vợ sinh hai đứa con, tới hồi lấy chồng thì cũng sinh hai đứa con. Thì về sau thì sám hối với Ngài Mahakacchayana và chuyển lại giới tính bình thường là người nam, thì nó cái khuynh hướng giới tính nó lại trở lại bình thường như cũ. Khi mà đi tu thì chư tăng cũng hay chọc ghẹo, sao hồi trước là hai đứa là con lúc làm cha, hai đứa làm con lúc làm mẹ, giờ thương đứa nào hơn? Thì lúc mà Ngài còn phàm thì Ngài vẫn nói là thì nói thiệt là thương hai đứa lúc làm mẹ hơn, tại bụng mình đẻ ra đó thì thương hơn, còn kia là mình chỉ giống như mình ký gửi thôi, cho nên không có thương bằng. Thì chư tăng cứ chọc ghẹo về suốt, cho tới khi mà vị này chứng đắc A-la-hán rồi thì vị này trả lời là với tôi thì nó như nhau hết trơn. Chư tăng mới nói là vị này nói dối, và đưa lên thư Thế Tôn. Thế Tôn nói bây giờ vị tỷ kheo này đã là một vị A-la-hán rồi, cho nên là không có nói dối, lời vị đó nói là nói thật. Lúc bây giờ là vị này không còn phân biệt là cái gì là con của tôi lúc làm đàn ông, con tôi lúc làm đàn bà hết, thương như nhau và thương chúng sanh như nhau. Có nghĩa là cái tính cách, cái sở thích nó có thể bị tác động bởi nghiệp nha. Chứ không phải là nó thuần túy đâu. Như sư nói, bây giờ chúng ta một số vị gọi là ghét ăn thịt, thích ăn rau, hoàn toàn có thể là sau khi chúng ta chết sanh làm cái loài thú ăn thịt thì chúng ta lại thích ăn thịt và ghét ăn rau. Hoặc là chúng ta sanh làm cái loài ăn cỏ thì chúng ta lại thích ăn rau mà ghét ăn thịt. Cái chuyện nó chuyện bình thường. Cho nên cái sở thích đó, nha, cái sở thích và cái tính cách có thể bị tác động. Còn riêng về trường hợp Đê Quá Tát Tá đó, cái này sư phải minh oan cho Đê Quá Tát Tá nha. Do có oan trái với
Bồ Tát, cho nên kiếp nào gặp Bồ Tát ông mới cà chớn thôi. Còn kiếp nào không có Bồ Tát ông rất là dễ thương, ông tu hành đàng hoàng. Quý vị nhớ dùm là Đê Quý Đát Tá đã vung bồi công đức là 2 A Tăng Kỳ rồi, ông tu dữ lắm chứ không phải chuyện thường đâu. Nhưng vấn đề là do cái oan trái với Bồ Tát cho nên nó làm thay đổi. Thành ra kiếp nào gặp Bồ Tát là ông có vấn đề, còn kiếp nào không có Bồ Tát thì ông rất là ổn. Nghe.